Thưa quý vị, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đã nhận được tin báo tố giác tội phạm và đơn tố cáo một số cá nhân trong các hoạt động quyên góp từ thiện, hỗ trợ cho người dân miền Trung bị lũ lụt năm 2020, thông tin tại phiên họp báo chính phủ chiều qua. Hiện Bộ Công an đã giao Cục Cảnh sát Hình sự thụ lý. Cục Cảnh sát Hình sự đang phối hợp với các ngân hàng để tiến hành rà soát xác định những cái tài khoản đã huy động từ thiện để làm rõ cái việc tiếp nhận, quyên góp và quá trình giải ngân, phối hợp với các tỉnh để xác minh làm rõ cái số tiền hàng mà các cá nhân đã tiến hành cứu trợ từ thiện, và cũng đã mời làm việc với một số cá nhân tổ chức đề nghị cung cấp các cái thông tin có liên quan. Đồng thời thì Cục Cảnh sát Hình sự cũng đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự ở một số địa phương tiến hành rà soát, nắm tình hình hoạt động từ thiện để kịp thời phát hiện các trường hợp cá nhân tổ chức lợi dụng cái hoạt động kêu gọi từ thiện để thực hiện các hành vi trục lợi hay là chiếm đoạt tài sản. Về cái vấn đề này thì thời gian qua thì cũng có rất nhiều các cái xôn xao, thì cũng là đề nghị những cái cá nhân gửi đơn tố cáo và những bị đơn và đặc biệt là những cái công dân mạng ấy, netizen ấy, thì hết sức là bình tĩnh, kiềm chế những cái cảm xúc, không nên có những cái có những cái ngôn từ không phù hợp gây ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của người tố cáo và người bị tố cáo, và đặc biệt là để tránh người khác họ lợi dụng cái việc này để mà giật tít câu view, làm ảnh hưởng đến cái trật tự xã hội.